này mình tiếp tục làm bài tập là chỉnh C. Mình sẽ chọn bài 147, đó là trong mảng số thực. Nếu mảng không có giá trị dương thì việc quan trọng nhất là tìm số dương cuối cùng. Mình sẽ viết code. Thì đầu tiên ta cũng phải khai báo một cái mảng A. In A từ như là 1 trừ 5 7 6 rồi 10 19 đặc. Mình khai báo thêm một biến chạy y. Đầu tiên mình sẽ dùng một for cho y nó chạy từ đầu, không phải đầu đến cuối mà cuối đến đầu. Đấy, vì sao nhỉ? Vì đề nó bảo là tìm số dương cuối cùng ở trong mảng đúng không? Cuối cùng thì mình lại đảo ngược lại, đó là tìm số dương cuối cùng của trong mảng. Có nghĩa là nếu mà y còn, mình sẽ làm ngược lại, có nghĩa là vì cuối mảng đến đầu mảng, chỗ nào có số dương nó in ra. À, đây là số, có nghĩa chạy từ cuối lên đầu, tìm ngược lại số đó luôn. Thì 2, 4, 6, 7, 7 là chạy từ 6 cho điều kiện là y phải lớn hơn hoặc bằng 0. Đó, 6 đến 0 là 7 số. Lần y trừ trừ giảm giảm xuống. Trong này nó sẽ làm gì? Nó sẽ kiểm tra đầu tiên nếu như mà a y của chúng ta lớn hơn không, lớn không thì lớn không có nghĩa số dương đúng không? Đấy, thì nó print in ra là số dương cuối cùng là trăm d. À, y. Đó. Rồi và nó tìm được rồi thì y không cần phải giảm xuống nữa. Đấy. Vì thì làm thế nào để thoát nhỉ? Bước ra khỏi cái vòng lặp, nó là xong. Đấy. Mình muốn thêm một cái điều kiện nữa, đó là như đề nó bảo, đó là nếu không có gì cả. Đấy. Nếu số âm hết thì nó sẽ in ra là không có, không có số dương nào cả. Thì ở ngoài vòng for này thì mình nhé, không có số dương nào hết, mà không có số dương thôi. Rồi. Nhưng các bạn để ý là nếu như mình trong vòng for khi tìm được số dương cuối cùng là break thì nó thoát ra, nó gặp print này nó in ra luôn. Đấy, vậy là nó in hai lần. Làm thế nào để nó in ra số dương thôi, nó kết thúc chương trình luôn mà không gặp cái dòng này, là thoát khỏi vòng for, thoát hết đi nó thực thi đó. Còn trong cái AI này nó luôn nhỏ hơn không, có nghĩa vòng for này cái nó không làm gì hết thì nó thoát ra, nó in cái này, nó chỉ in này. Mình sẽ chọn đặt ở đây là một cái nhãn A. Mình sẽ có auto có nghĩa là nó đến đây, nó nhảy xuống đây luôn, nó không qua cái dòng này nữa. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ chạy cho số dương cuối cùng là 4 đúng không? 4 đúng rồi, đây là 4. Mình thử
cho âm hết nhé, âm hết trừ 7 rồi trừ 2 không có dấu dơ nào mà không có dấu nào. Ok, vậy là code của chúng ta đã đúng. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin kính chào các bạn.